Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Các con thân mến, giờ học hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1. Bài 24, biểu đồ, trang 26. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm. Đó là nội dung bài tập 1. Đây là biểu đồ các con của 5 gia đình. Nhiệm vụ của chúng ta quan sát biểu đồ, phải không? Dựa vào những số liệu và tranh để chúng ta điền chữ hoặc là số thích hợp vào chỗ chấm. Đây là biểu đồ tranh biểu thị các con của 5 gia đình. Chúng ta quan sát biểu đồ này gồm hai cột. Cột thứ nhất là tên của các gia đình. Biểu đồ thứ hai là hình vẽ các con của các gia đình. Câu A có chấm chấm gia đình chỉ có một con, đó là các gia đình chấm chấm. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm, có hai chỗ chấm. Có bao nhiêu gia đình chỉ có một con và đó là những gia đình nào? Cụ thể chúng ta viết tên ra. Bây giờ quan sát biểu đồ tranh, chúng ta xem có bao nhiêu gia đình chỉ có một con. Gia đình cô Mai có hai con, gia đình cô Lan có một con, gia đình cô Hồng có hai con, gia đình cô Đào có một con, gia đình cô Cúc có hai con. Như vậy qua cái biểu đồ tranh này chúng ta thấy có gia đình cô Lan và gia đình cô Đào có một con. Như vậy có hai gia đình chỉ có một con. Chúng ta điền vào chỗ chấm là 2. Đó là các gia đình, cụ thể chúng ta nêu tên gia đình nào có một con. Thứ nhất là gia đình cô Lan, đó là các gia đình cô Lan. Và gia đình cô Đào. Có hai gia đình chỉ có một con, đó là các gia đình cô Lan, cô Đào. Câu B, gia đình chấm chấm có hai con gái và gia đình chấm chấm có hai con trai. Như vậy câu B yêu cầu chúng ta tìm xem gia đình cô nào có hai con gái và gia đình cô nào có hai con trai. Chúng ta quan sát, đầu tiên gia đình cô Mai có hai con gái. Chúng ta quan sát bởi vì hai bạn gái này là gì, có buộc tóc, có nơ này, đây là con gái. Còn gia đình cô Lan thì có một con trai, gia đình cô Hồng có một con trai, một con gái, phải không? Bạn trai cắt tóc ngắn, bạn gái thì để tóc dài, góc tóc đầu vuông đây. Còn gia đình cô Đào thì có một con là con gái, phải không? Để tóc buộc hai bên. Và gia đình cô Cúc, gia đình cô Cúc thì có hai con trai. Như vậy chúng ta trở lại câu hỏi này. Gia đình chấm chấm có hai con gái và gia đình cô nào có hai con trai? Gia đình có hai con gái, đó là gia đình cô Mai, phải không? Cô Mai có hai con gái. Đấy. Chúng ta điền được câu là gì? Cô Mai. Và gia đình nào có hai con trai? Gia đình có hai con trai, đó là gia đình cô Cúc. B, gia đình cô Mai có hai con gái và gia đình cô Cúc có hai con trai. Tiếp tục chúng ta chuyển câu C. Gia đình cô Hồng có chấm chấm con trai và chấm chấm con gái. Chúng ta đối chiếu gia đình cô Hồng. Gia đình cô Hồng có một con gì? Con trai và một con gái. Như vậy gia đình cô Hồng có một con trai. Ta điền chữ số 1 vào chỗ chấm thứ nhất và một số chấm thứ hai, con gái. Gia đình cô Hồng có một con trai và một con gái. Câu D. Những gia đình có một con gái là. Những gia đình có một con gái là.
Gia đình cô Mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, gia đình cô Hồng có 1 con gái, gia đình cô Đào có 1 con gái. Như vậy, gia đình cô Hồng và gia đình cô Đào có 1 con gái. Chúng ta điền cô Hồng và cô Đào. Gia đình cô Hồng và gia đình cô Đào có 1 con gái. Câu E. Cả 5 gia đình có chấm chấm người con, trong đó có chấm chấm con trai và chấm chấm con gái. Bây giờ câu E yêu cầu chúng ta liệt kê xem là cả 5 gia đình đó có tất cả bao nhiêu người con, và trong số người con đó thì có bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái. Bây giờ chúng ta đếm nhé. Gia đình cô Mai có 2, gia đình cô Lan 1 nữa là 3, gia đình cô Hồng 2 nữa là 5, gia đình cô Đào 1 nữa là 6, gia đình cô Cúc 2 là 8. Như vậy cả 5 gia đình có 8 người con. Chúng ta điền chữ số 8 vào ô và chỗ chấm thứ nhất. Trong đó có bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái? Chúng ta đếm nhé, con trai trước. Con trai có 1, 2, 3, 4. À, như vậy 4 con trai. Thì đương nhiên là có 4 con gái, bởi vì có 8. 8 người con thì 4 con trai và 4 con gái. Chúng ta đếm lại xem có phải 4 con gái không nhé. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, như vậy là 5 gia đình có tất cả là 8 người con, trong đó có 4 con trai và 4 con gái. Bài tập 1 vừa rồi chúng ta đã biết đọc biểu đồ tranh, và chúng ta đã điền số hoặc là chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy điền D đúng hoặc S sai vào chỗ trống các môn thể thao khối lớp 4 tham gia. Cô mời các con chúng ta quan sát cái bảng. Ở bảng này gồm có các cột tên các lớp, 3 lớp là 4A, 4B và 4C. Còn các cột tiếp theo thì thể hiện là các môn thể thao của các khối. Đấy, một môn. Đấy, các môn thể thao của các khối. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ điền đúng hoặc sai vào các ô trống. A. Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao, điền vào ô trống. B. Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua. C. Môn nhảy dây có 2 lớp tham gia là lớp 4A và lớp 4B. D. Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao. Bây giờ chúng ta lại quan sát hình vẽ để chúng ta điền đúng hay sai vào vòng tròn đấy. Câu A này. Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao. 3 lớp là lớp 4A, 4B và 4C tham gia 7 môn thể thao. Bây giờ chúng ta quan sát này. Môn thể thao thứ nhất ở đây là môn bơi lội. Môn thứ hai là nhảy dây. Môn thứ ba là chơi cờ vua. Đấy, hai bạn đang chơi cờ vua. Và môn thứ tư là môn đá cầu. Như vậy, qua cái biểu đồ tranh chúng ta thấy có 4 môn thể thao. Thế mà ở đây, bài cho biết là gì? Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao là sai. Vậy chúng ta điền S gì vào vòng tròn. Câu B. Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua. Bây giờ chúng ta quan sát lớp 4A nhé. Đấy, gióng hàng ngang lớp 4A sang, ta thấy lớp 4A tham gia môn bơi, nhảy dây và cờ vua. Như vậy là câu B là đúng. Chúng ta điền chữ cái D vào vòng tròn. Ô trống. Tiếp. Câu C. Môn nhảy dây có 2 lớp tham gia là lớp 4A và lớp 4B. Bây giờ chúng mình lại quan sát vào hình vẽ này. Lớp 4A gióng sang. Có môn gì? Nhảy dây. Có tham gia môn nhảy dây.
Lớp 4B cũng tham gia môn nhảy dây, còn lớp 4C không có. Như vậy, môn nhảy dây có hai lớp tham gia là 4A và 4B là đúng. Chúng ta điền chữ cái D vào ô trống. Câu D. Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao. 5 môn thể thao lớp 4A và 4C. Chúng ta không cần đếm, chúng ta cũng biết là câu D này là sai. Bởi vì ở câu A chúng ta vừa mới đếm là cả 3 lớp chỉ có 4 môn, chỉ có tham gia 4 môn thể thao thôi, đó là môn bơi, môn nhảy dây, môn cờ vua và môn đá cầu. Đấy, 4 lớp chỉ có 4 môn, có tham gia 4 môn, 4 môn, thế mà ở đây là ở lớp 4A và lớp 4C tham gia 5 môn thể thao là sai. Chúng ta điền S vào ô trống. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập 2. Ở tiết học này chúng ta chỉ có 2 bài tập thôi. 2 bài tập chúng ta đã làm các bài tập để luyện về cách đọc biểu đồ tranh. Chúng ta đã biết đọc biểu đồ tranh và chúng ta sẽ điền chữ hoặc số và đúng sai vào các ô trống. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.